Những ngày đầu tháng 11, các nhà thầu thi công cầu Thủ Thiêm 2 đang tập trung thi công nhánh N1, N2 của dự án, đồng thời tiếp tục thi công hạng mục trụ chính dây văn và công tác hoàn thiện lan can, mặt cầu. Nhánh N1 đã được nhà thầu thi công một phần, đang tiếp tục thi công phần kết nối xuống đường Tôn Đức Thắng. Nhánh N1 sau này cho phép phương tiện từ đường Tôn Đức Thắng đi lên cầu Thủ Thiêm 2 để đi qua thành phố Thủ Đức. Cầu Thủ Thiêm 2 có một nhánh chính đi xuống đường Tôn Đức Thắng để chạy thẳng ra đường Lê Duẩn. Một nhánh N2 rẽ phải xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh gần khu Ba Son và nhánh N1 từ đường Tôn Đức Thắng đi lên cầu. Theo kế hoạch, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hoàn thiện vào dịp 30 tháng 4 năm sau để kết nối trung tâm quận 1 với khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Phía bờ Thủ Thiêm, các dự án bất động sản cao tầng cũng đã bắt đầu xây dựng, đón đầu cho dự án cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành đưa vào khai thác. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của khu đô thị Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm 2 bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng, quận 1, vượt qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, bắc qua sông Sài Gòn, nối với khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Phần cầu chính phía đường Tôn Đức Thắng đã cơ bản hoàn thành kết cấu, chuẩn bị hoàn thiện mặt cầu. Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng vốn đầu tư là 3.082 tỷ đồng, được xây dựng theo hình thức BT. Đây là một trong những công trình xây dựng trọng điểm cấp bách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép thi công trong bối cảnh thực hiện chỉ thị 16.